cảnh sát Ấn Độ quất roi, bắt chống đẩy giữa phố trong ngày phong tỏa đầu tiên. Ấn Độ ở thời điểm hiện tại đã ghi nhận 606 ca nhiễm virus cùng 10 trường hợp tử vong, thấp hơn rất nhiều so với đa số các nước hiện tại. Nhưng với việc mật độ dân số quá cao, 1,3 tỷ dân, cùng hệ thống y tế không đủ mạnh. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài 21 ngày, bắt đầu vào hôm 25 tháng 3 vừa qua. Lệnh phong tỏa được Ấn Độ thi hành một cách cực kỳ khắc nghiệt, sẽ không có ai được phép ra ngoài trừ trường hợp khẩn cấp, nhằm tránh để quốc gia rơi vào tình cảnh tương tự với những gì đã xảy ra với Trung Quốc, Ý, Tây Ban Nha và Mỹ. Ngay trong ngày đầu tiên, đường phố tại Mumbai, một trong những trung tâm kinh tế vốn cực kỳ đông đúc của Ấn Độ, đã trở nên vắng lặng, cửa hiệu đóng cửa, tàu điện không ai đi, sân bay bị phong tỏa và các nhà máy thì ngưng hoạt động. Để thực hiện mệnh lệnh một cách thật quyết liệt, các sĩ quan cảnh sát đã thực hiện các đợt truy quét ngoài đường phố và đường cao tốc. Họ chặn người đi đường, yêu cầu trình bày lý do di chuyển, và hình phạt dành cho các lý do không chính đáng thì chẳng phải tiền. Theo Reuters đưa tin, cảnh sát Ấn Độ sẽ có nhiều biện pháp khác để trừng phạt người dân bất tuân như lấy roi quất, bắt chống đẩy, tập thể dục giữa phố, hoặc phải đeo lên mình tấm bảng "Tôi là bạn của virus Corona". Tại nhiều nơi khác, xuất hiện những hình ảnh và video cho thấy cảnh sát Ấn Độ đang thi hành mệnh lệnh phong tỏa một cách cực kỳ quyết liệt với các trường hợp vi phạm. Một số đài truyền hình địa phương và mạng xã hội chia sẻ cảnh người dân bị đánh bằng dây baton tại bang Kerala phía nam Ấn Độ. Tuy nhiên, Sở Cảnh sát Lucknow chia sẻ, họ không biết gì về câu chuyện này. Người phát ngôn Sở Cảnh sát New Delhi cũng bác bỏ thông tin cảnh sát đánh đập người dân, bất chấp việc có nhiều video và hình ảnh ghi lại sự vụ. Bệnh nhân chết khi chờ xếp giường, tận thế ở bệnh viện New York. Các bệnh viện ở thành phố New York, Mỹ đang phải đối mặt với số ca nhiễm gia tăng nhanh chóng. Nhiều bệnh viện ở New York đã bắt đầu chuyển các bệnh nhân không bị nhiễm virus corona sang các bệnh viện khác vì những nơi này bị chuyển thành nơi chỉ điều trị cho các bệnh nhân bị COVID-19. Các bác sĩ và y tá phải xoay sở khi chỉ với vài chục máy thở. Lo gọi tín hiệu khi có bệnh nhân sắp chết xuất hiện nhiều lần trong một ca trực. Đáng nói, một người đàn ông còn tử vong trong phòng cấp cứu khi đợi được xếp giường. Một chiếc xe tải đông lạnh đậu bên ngoài để giữ xác các bệnh nhân. Chỉ trong vòng 24 giờ qua, 13 người bệnh tại bệnh viện Earhart đã tử vong. Bác sĩ Ray, 27 tuổi, bác sĩ nội trú tại bệnh viện nói với tờ New York Times rằng như ngày tận thế vậy. Đến tối ngày 25 tháng 3, thành phố New York đã có 20.011 ca nhiễm và 280 trường hợp tử vong. Các bệnh viện ở đây vẫn tràn ngập bệnh nhân, từ các bệnh viện phục vụ giới thượng lưu đến các bệnh viện công. Ít bệnh viện nào thoát khỏi cảnh bị vây bởi những cơn lũ, những người ốm yếu và hoảng loạn. Ít nhất hai bệnh viện không còn chỗ chứa xác và các quan chức thành phố dự đoán những nơi này sẽ lại kín chỗ vào cuối tuần này. Bang New York cũng yêu cầu FEMA cấp 85 xe kéo đông lạnh cùng với nhân viên để thay cho nhà xác. Nhật Bản có thể ban bố tình trạng khẩn cấp, Tokyo trở thành tâm dịch mới. Tính đến 11 giờ tối ngày 25 tháng 3, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết nước này đã có thêm 137 ca nhiễm mới COVID-19, bao gồm 41 ca ở Tokyo, 96 ca ở những địa phương khác, đến sáng nay ghi nhận thêm 9 ca mới. Như vậy, tổng số bệnh nhân COVID-19 trên đất liền Nhật Bản hiện là 1.313. Nếu tính thêm 712 ca nhiễm trên du thuyền Diamond Princess từng bị cách ly ngoài cảng Yokohama, tổng trường hợp mắc bệnh sẽ là 2.025 người. Trong đó, 55 bệnh nhân đã tử vong, bao gồm 10 nạn nhân trên du thuyền, 66 người khác đang trong tình trạng nghiêm trọng. Ngoài ra, 907 người khác đã phục hồi và xuất viện. Đáng chú ý, Tokyo có thêm 41 ca nhiễm mới chỉ trong ngày 25 tháng 3, mức tăng cao nhất của thủ đô từ trước đến nay. Theo đó, Tokyo đã trở thành tâm dịch mới của Nhật Bản, vượt qua các tỉnh Hokkaido, Aichi và Osaka. Theo NHK, nhóm chuyên gia chính phủ đã báo cáo dịch bệnh có thể tiếp tục lây lan kéo dài trong thời gian tới. Được biết, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản dự kiến sẽ báo cáo lên Thủ tướng Shinzo Abe trong hôm nay ngày 26 tháng 3. Sau đó, Thủ tướng sẽ ban hành tình trạng khẩn cấp toàn quốc nếu đánh giá tình hình dịch bệnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cộng đồng và nền kinh tế. Hiện tình hình dịch bệnh toàn cầu đang quá tải ở hầu hết các nước, kể cả nước phát triển, nên việc áp dụng thành công vaccine và thuốc đặc trị đang là ưu tiên hàng đầu. Hãy đăng ký kênh của Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức mới nhất về đại dịch COVID-19 các bạn nha!